Rồi, xin chào mấy anh em ha. Bữa nay em giới thiệu cho anh em mấy mẫu áo lụp nha nè. Thì áo lụp bên em có lụp không dây, áo lụp có dây và áo sào nha anh em, đầy đủ áo lồng nuôi ha. Áo lồng nuôi thì bên em cũng có nhiều size lắm. Thì anh em cần mẫu nào thì alo em nha anh em. Thì áo lồng bên em thì có size từ 30 đến 40. Áo lồng nuôi á nè. Thì đầu tiên là em giới thiệu cho anh em là một cái áo lụp nha nè. Thì áo lụp này áo lụp không có quai đeo nha nè. Nhưng nó có dây rút hai đầu ha, dây kéo nè. Thì cái áo lụp thì may kỹ lắm nghe nè, sổ nè. Thì áo lụp bên em may bằng vải thun thái co giãn nha nè, co giãn ha. Thì cái áo mà cái mẫu này anh em bền màu lắm, nó bền màu lắm nha nè. Thì cái áo lụp hiện tại không có dây đeo này, hiện tại thì em đang bán giá là 60 nha nè, 60 nha. Anh em cần cái mẫu áo lụp này thì alo em. Thì mình có thể điện trực tiếp cho em đặt hàng ha, hoặc là số điện thoại em để trên tiêu đề đó. Anh em điện số đó hoặc là anh em nhắn tin Zalo. Thì khi anh em điện nhắn tin Zalo thì em xin địa chỉ và em gửi mẫu bên Zalo cho anh em coi nha anh em. Đúng cái mẫu mà anh em muốn đặt thì em gửi về, nó không sao lộn ha. Hoặc là mình có thể qua bên hàng Shopee anh em, Shopee, Lazada, TikTok thì anh em gõ bên trang của em là kênh Bảy Thép thì nó sẽ hiện lên. Nên đó hiện đăng nhiều mẫu lắm, đăng nhiều mẫu lắm nha anh em. Và tiếp tục là giới thiệu cho anh em cái áo lụp mà loại có vai đeo nha anh em. Quai đeo ha. Thì cái áo lụp này thì nó có quai đeo thì nó nhìn may nó chắc chắn lắm nha nè. Dây kéo nè. Quai đeo nè. Cái quai đeo này thì may dính liền vô trong cái áo luôn nha nè. May dính liền vô cái áo ha. Này may chắc lắm. Thì anh em cái quai đeo này. Quai dày lắm nha nè. Dây rút hai đầu luôn ha. Thì cái áo lụp này nó có thêm hai cọng dây đeo nữa thì giá nó hơi cao hơn chút nha nè. Thì hiện tại thì em đang bán giá là 80. Thì anh em cần mẫu lụp này thì alo em ha, có ba đeo tiện lắm, tiện lắm nghe anh em, đã lắm. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em cái lụp loại có quai đeo ha, nhưng mà cái quai đeo này á mình có thể tháo rời ra được nghe anh em. Thì cái này là móc tháo rời nó nè, thì móc bằng inox nghe anh em. Này thì mình muốn cầm muốn quải ha, tiện lắm. Cái này thì nó tiện lắm, dây kéo nó này kéo bằng kim loại luôn nghe nè, chắc chắn lắm nghe nè, kéo đã, kéo gì lớn nó bật nghe nè, dây kéo này nó có bật qua một lời nã lắm. Thì có lục có quai đeo này mà tháo gờ ra nè, hiện tại thì em đang bán giá là 100.000 nghe nè. Mẫu lục này thì đa số là anh em xài mẫu này nhiều anh em, mẫu này ha 100.000 nghe nè. Rồi tiếp tục là giới thiệu cho anh em áo sào ha. Thì áo sào này thì nó có nhiều kích cỡ nghe nè, 1m4, 1m6. Thì may bằng vải kaki nghe nè, này may bằng vải kaki dày nha, kaki dày đúng nghe nè, như kéo nè, như kéo này mình nhét cái sào vô ha. Thì cái áo sào này hôm nay mình giải kaki á nè, cái màu của nó bền màu cực kỳ luôn mà nó dày nữa. Cái này xài bền lắm. Thì quay đeo của nó nè. Đeo dạ, hai cộng nha nè. Đã lắm. Thì cái áo sào này thì xài cực kỳ bền mà rẻ nha nè. Hiện tại thì em đang bán giá là 70 nha. Anh em cần áo sào này thì alo em ha. 70 nha nè. Rồi tiếp tục là giới thiệu cho anh em là mấy cái áo lồng nuôi ha. Thì áo lồng nuôi bên em thì nó có nhiều size lắm nha anh em, từ 30 đến 40. Thì loại có dây kéo, loại không dây kéo, kéo đứng đầy đủ hết nha anh em. Thì anh em cần mẫu nào thì alo em. Thì áo sào áo lồng nuôi thì vài chục ngàn cái nha anh em, từ 35 40 45 tùy theo mà anh em điện. Khi mà anh em đặt hàng á thì em sẽ báo giá luôn. Bởi vì thì khi cái áo lồng của anh em, cái lồng của anh em số mấy em không biết ha. Khi điện đó thì anh em sẽ báo giá luôn, anh em muốn lấy loại có dây kéo hoặc không dây kéo nha nè, thì em báo giá cho anh em luôn ha. Thì số điện thoại là em để trên tiêu đề nha anh em điện số đó hàng là nhắn tin Zalo em giao hàng toàn quốc nha anh em, vài chục ngàn trở lại. Rồi tiếp tục là giới thiệu cho anh em là cái túi ha. Cái túi này để mình đựng cái con chim bổi nè, như mình đựng cu gáy hay là quất chích mềm biệp ok hết. Cái này nó có dây rút hai đầu thiết lại nè, lú đầu ra nó không có ngọt nha nè. Thì khi mà thiết lại thì này nó tiện lắm, con chim nó không có dãy có gì nha nè, mình ra ha. Thì đuôi nó một đầu mình nhét đầu vô, còn cái đuôi nó uốn gai nó không hư rong nghe nè.
Thì hiện tại thì em đang bán một bộ về đây là 25.000. Anh em cần mẫu này thì alo em nghe nè. Thì bên em nhiều mặt hàng lắm, khoảng mấy trăm mặt hàng anh em có đăng đầy đủ bên thằng Shopee hết. Còn khi mà giới thiệu clip này á thì em chỉ giới thiệu quay vài phút để giới thiệu sơ lược một số mẫu thôi. Anh em cần mẫu nào thì cứ điện em nghe nè. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em lần sau nghe nè.